Đấy. Tôi thì bây giờ thì cũng già rồi, trước là làm, bây giờ là đời bố thì mất rồi, bây giờ ông thì dạy cho con cháu làm cái nghề này, nhưng mà cái nghề này không cho mất, dạy con cháu làm sau này. Pha đây. Cái này là già một tí rồi đấy. Thì có cần lửa to hay nhỏ đấy bố? Được rồi, nó thổi cứ thổi thoải mái thôi. Thổi... Thế cho lửa nó đấy. Vừa thôi nhá. Nhưng mà gió thì lửa phải cho nó cao cao một tí thì mới được. Ngày lễ ngày Tết gì đó không có mình còn phải đi mượn để đeo cho đủ bộ. Cái này là phong tục tập quán. Mẹ em bảo sẽ để lại những chiếc vòng bạc này cho em. Nhưng mẹ. Em rất thích và sẽ giữ gìn để năm nay, năm sau và những năm sau nữa lại được đeo những chiếc vòng bạc này để đi hội, đi chơi. Còn anh trai em cũng đã gửi sang năm học được nghề của ông và bố, sẽ làm cho em thêm một chiếc vòng bạc nữa.